Giờ Kiệt buông ra đã chạy liền luôn á. Ha ha. Trời ơi. Ê, không dám giống Vinh luôn. Mày đây. Nè lên mày đây. Xuất hiện ông kẻ khắc chế báo thủ Mê Đai, nhà Đào Đào. Nỗi ám ảnh của toàn bộ em chó cũng như chị chủ Đào Đào đều mang tên Mê Đai. Và cuối cùng, sau bao ngày đã xuất hiện một nhân vật được mệnh danh là ông kẻ. Nhân vật đó là anh trai tên Kiệt này đây. Chỉ cần anh Kiệt lại gần là nhỏ Mê Đai như bị xịt keo liền, nằm im cứng ngắc như chú mèo nhỏ, chứ không cần cà chớn như mọi lần. Trời ơi, hai cái tay cụp xuống luôn rồi. Cuối cùng mày không sợ trời không sợ đất cứng quá người à, mày sợ hả Mê Đai? Trời ơi tao hả hê quá, tôi vui vẻ quá. Cứu Mê Đai với mọi người, cứu Mê Đai với. nhìn vô nhìn qua chỗ khác liền. Anh Kiệt bế trên tay mà nó không dám nhìn thẳng, ánh mắt cứ hướng về phía chị chủ để cầu xin sự giải cứu. Nhìn thì có thể hiểu ngay cô cậu đang rất sợ hãi nhân vật này. Mày đây. Mày cứu nha. Mày cứu. Đưa tay đây mày cứu. Lẹ. Đưa tay đây mày cứu. Đưa tay đây. Không dám nhúc nhích luôn. Lẹ, mày cứu. Chết rồi, không cứu được. Mê Đai đang ngồi im mà anh Kiệt tiến lại là nó run lẩy bẩy. Chưa kể còn cứng người để mà ảnh muốn bế sao thì bế. Vừa được thả ra là nó co giò bỏ chạy ngay. Đến chị chủ cũng phải bất ngờ trước phản ứng này của báo thủ Mê Đai. Nỗi ám ảnh của mày đây. Kiệt là nỗi ám ảnh của mày đây. Chết mày chưa. Ơ cái đùi không ngừng ấy. Ơi ai ẩm đó. Em thả nó xuống coi nó làm gì, chạy không? Chạy xuống đi. Qua đây với mẹ. Lẹ. Không chỉ mình Mê Đai, em chó buồn vừa thấy anh Kiệt cũng quay ngược vào trong liền. Khác với Mê Đai bị dính chiêu xịt keo cứng ngắc thì buồn lại liên tục chạy trốn, né tránh khỏi ông kẻ này. Trời ơi, cứu tôi. Bắt cóc hả? Ông kẻ. Nó sợ bị bắt cóc má ơi. Mê Đai, sao vậy? Bị bắt cóc hả? Kiệt bắt cóc con hả? Đây mẹ, đây không sao. Đây nha. Đi đây, không sao hết. Ok. Ngay cả khi mẹ vào an ủi và hứa bảo kê thì cuối cùng vẫn nhất quyết không dám đi ra. Lý do anh trai này bất đắc dĩ trở thành ung kẹ là vì ở nhà ảnh có nuôi hổ. Có lẽ mùi của con hổ ám lên người nên khiến hai đứa nó sợ hãi.